Và mình là chị bé. Và hôm nay Long đang có mặt tại 30 size 391 Trương Định. Vì là mình nghe thấy trên mạng review rất là nhiều về địa điểm này. Là hôm nay Long có mặt ở đây với Chi và anh Cường để có thể trải nghiệm 7 bước. Combo 7 bước của 30 size. Yeah. Và các bạn hãy theo chân mình nhé. Let's go. Xin chào bạn Long nhé, mình là Lâm. Hôm nay mình sẽ phụ trách tạo kiểu tóc cho bạn nhé. Ok. Với khuôn mặt của Long hơi béo ấy, thì anh sẽ cắt tạo kiểu cho em, đó là kiểu size web nhé. Okay. Xung quanh mình sẽ cắt cao lên và mái mình sẽ được vuốt bồng ngược lên. Trở lại đây và sau khi được trải nghiệm combo 7 bước của 30 size thì mình đã cảm thấy là mình đẹp lên rất nhiều. Không biết Chi có đồng ý với ý kiến của mình không? Không. Được chứ thôi. Lâu lắm rồi Chi mới thấy Long để kiểu tóc như này và Chi rất là lạ và đẹp trai, nói chung là rất là ok. Và cảm ơn Chi và không quên cảm ơn anh Lâm Cover đã thiết kế cho Long một mái tóc như này. Và cũng không quên cảm ơn 30 size đã cho Long trải nghiệm combo 7 bước rất là tuyệt vời. Bye bye. Bye bye mọi người.